Ở nhà thấy quá trời luôn, hoang tàn hết trơn cô chú anh chị ơi. Dạ bay tuốt qua, tới qua bên xóm bên kia luôn. Cô chú anh chị thấy cái này cái gốc me mà ngã ngang luôn. Rồi ở ngoài trước, ở ngoài đó thì thiết bọng gì. Dạ. Hai đứa cháu. Dạ. Bác ngủ, bác đâu có biết đâu. Dạ. Nhỏ cháu ngoại đó kêu mại ơi, mại nhà bánh hết trơn rồi. Dạ. Rồi lên là trắng giả rồi. Trung bác trung cô này, chú này không biết trung nữa. Dạ. Kéo nó xuống, kéo nó tới đây. Ta dùng kéo rồi nhỏ. Dạ. Nhỏ cháu đang nằm bẹp. Dạ. Bây giờ nghĩ ba sườn sống hết trơn rồi. Dạ. Cái gì xem hết trơn rồi. Dạ. Kéo, bác kéo đâu có nổi. Dạ. Hai đứa. Dạ là lúc đó là nó xấy ngang là cái tường mình ngã luôn hả bà bác? Ngã cái chân luôn. Dạ. Ngã rồi mới ra. Dạ. Ngã rồi mới ra. Dạ. Nó nằm chỗ cái thùng xanh xanh đây nè, cái đây. Ờ nằm ở phía sau này ha. Dạ. À, sao bà không bị gì nữa, cái giật cái tường nó qua bên đây lại. Giật dạ. Cái miếng bự á giật bên đây nè. Dạ. Rồi cái sụp bên kia thì bị cháo. Dạ ngay cháo chỗ đó. Cha Miệt Thứ kính gửi lời chào thân thương đến quý bà cô chú anh chị và các bạn cùng các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trong nước cũng như ngoài nước, một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, an lành trong cuộc sống. Thưa quý bà cô chú, thì hiện giờ mình đang có mặt ở Gò Quao, thì ở đây cách đây khoảng một ngày trước đã xảy ra một vụ việc rất là thương tâm, đó là vụ việc lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở đây thiệt hại rất là nặng nề nha cô chú. Thì để cho cô chú anh chị hiểu rõ hơn về câu chuyện này, thì mình thứ sẽ quay sơ lược ở đây để gửi đến cho cả nhà mình cũng như là nghe lại sự chia sẻ của cô chú ở đây chia sẻ những câu chuyện như thế này gửi đến cho cả nhà mình nha cô chú anh chị. Thì bây giờ trước mình có chia sẻ những cô chú ở phía bên sông, phía bên đây này nghe cô chú anh chị, thì thiệt hại cũng rất là nhiều luôn. Còn video tiếp theo thì mình chia sẻ phía bên đây để gửi đến cho cả nhà mình. Thì ở đây mình thấy có một ngôi nhà dường như là thiệt hại hoàn toàn luôn nghe cô chú anh chị, chỉ là còn là những khối bê tông ở lại thôi. Thì hình như là ngôi nhà này mới xây cũng gần đây thôi nha cả nhà. Thì mình để vào mình chia sẻ cho cả nhà xem nha. Thưa quý cô chú thì ngôi nhà này hầu như là thiệt hại rất là nhiều nha cả nhà. Dạ con chào bà bác nha. Con chào bà. À, cái ngôi nhà này của bà hả bà bác? Dạ. Của con hả? Của chú hả chú? Dạ thì chú cho con xin chia sẻ một chút nha. Dạ dạ. Thưa cả nhà thì ngôi nhà này là của chú này nha cô chú anh chị, để mình vô mình hỏi chú nha. Dạ con chào chú nha. Dạ dạ. Chú cho con hỏi là chú thứ mấy hả chú ha? Thứ ba. Dạ con kêu bằng chú ba ha. Dạ. Dạ thì chú ba con vô đây chia sẻ cái câu chuyện này á. Thì con thấy ngôi nhà của chú hình như là thiệt hại cũng rất là nhiều luôn á chú ba. Ừ. Mà con thấy ngôi nhà của chú là hình như là mới xây đây hả chú ba? Dạ. Xây được bao lâu rồi chú? 2-3 năm rồi. Xây khoảng được 2-3 năm nay ha. Dạ. Ở trên là mình lập thiết luôn hả chú ha? Thiết, mình lập thiết. Dạ. Dạ thì chú có thể kể lại cái câu chuyện này gửi đến cho cô chú anh chị thôi chú ba ha. Ừ. Dạ. Cái gió đó, nó gió sấy gì nó cuốn đi hết trơn luôn. Dạ. Dạ. Cái này là khoảng mấy giờ hả chú ha? Cỡ 12 giờ, 12 giờ trưa. 12 giờ trưa ha? 12 giờ trưa. Dạ. Lúc đó thì chú có ở nhà không hả chú ba? Không, chú đi làm hồ. Chú đi làm có, hồ có ha? Có bà già ở nhà. Bà dạ. Nhà ở phía bên đó. Dạ. Dạ, bà bác mới thì đó ha? Bà bác mới thì á. À, dạ. Bên. Dạ vậy là ngôi nhà này của chú ba, còn ngôi nhà phía bên kia của là mẹ. Dạ. Bà già. Vậy là bà bác ở lúc đó là bà bác ở phía bên kia. Ở sao á? Bà, dạ. Bà ở sao, lúc đó ở sao?
Vậy là lúc đó là ngôi nhà của chú ba là lúc thời điểm đó là không ai ở nhà hết? Dạ, không ở nhà, đi làm hộ. Dạ. Chịu làm hộ, chịu mới lợi đó rồi. Dạ. Mình đi làm hộ giấc đó chiều mình mới về ha. Về. Ai điện cho chú hay trong khoảng thời gian đó hả chú ha? Thì nghe cái phong phanh nghe lên mạng rồi đó rồi ấy. Dạ. mới về. Mình mới biết là cái khu vực của mình ha. Khu vực của mình. Dạ. Dạ thì chú cho con hỏi là ngôi nhà của chú là con thấy cũng thiệt hại rất là nhiều luôn á chú. Ừ, đi hết trơn cái đồ đạc rồi nó gom sao bay nó mất tiêu không có thấy gì hết luôn. Rồi... toàn đồ nó lụt hết. Dạ rồi như quần áo đồ còn không á chú ha? Quần áo rồi bay hết trơn còn mấy bộ à. Không còn cái gì hết ha chú hết, chú Ba ha. Dạ, dạ tự nhiên nó cuốn sao nó đi mất tiêu luôn. Dạ thì chú có thể đưa con vào phía trên trong để con với chú chia sẻ ha chú ha. Dạ. Thôi cả nhà thì ngôi nhà này của chú Ba nha cô chú anh chị. Vậy còn một đống cây này. Ủa mấy cái bao này là bao gì hả chú? Bao này bao gom đó, gom mình ấy đó. Dạ. Gom mình để xài lại. Gom ba cái đồ lại ha cho nó gọn ha chú. Gọn luôn. Dạ. Tôi cả nhà thấy ngôi nhà của chú mới xây được chừng 2 năm thôi cả nhà. Ừ. Cũng còn rất là mới. Ủa sao con thấy chú xây hình như là mình chưa có khả năng để mình tô á, mình không có tiền chưa khả năng tô á, giờ nó cuốn đi nữa. Dạ. Nó sơn nó không có tiền sơn. Dạ. Chưa có tiền để sơn lại nó mà bị vụ việc như thế này nha cả nhà. Ở phía bên kia là ngôi nhà tường là của mẹ của chú ha. Dạ dạ, của bà. Dạ. Tường đó mà nó sấy là bởi tường hết trơn hả chú? Dạ nó cuốn nó sấy sao nó vô trong nhà có lục tung đồ hết trơn luôn. Dạ. Rồi trong khoảng thời gian đó là bà bác đang ở đâu? Đang ngủ đây mà, đang ngủ nè. Dạ. Với cháu hai đứa, một đứa bị đè gãy xương sườn với cái chân cái tay gãy hết rồi. Dạ. Một đứa. Còn dạ. Đứa còn đỡ chút của bà thì bị cái đùi nhẹ, bị cái đùi. Dạ. Dạ, đi bệnh viện mới về. Dạ. Còn cháu hiện tại bây giờ đang nằm bệnh viện. Dạ vậy ha. Nằm bệnh viện tỉnh vì nó gãy nó bị nặng. Dạ. Đè gãy ba xương. Dạ. Cái chân đồ tay được gãy hết. Dạ. Bị cái tường nó đẻ đó nó sụp xuống nó bất ngờ mà. Dạ. Nó quánh bà thì bà già bà ngủ thức dậy rồi mình bà nắm được một đứa cháu còn cháu bà đâu khiêng nổi đâu bà già. Dạ. Mới kêu la lên rồi kêu ta cứu. Dạ. Thời dạ. Điểm đó cũng vì Út chị bị cũng đè nữa đè dính nữa không ai tiếp nữa. Dạ. Rồi mới kêu người ta cứu rồi bà hiện tại bây giờ cũng đang nằm bên bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Dạ. Cũng gãy cái sườn với cái đầu cho não. Dạ. À, dốt. Là trong khoảng thời gian đó là tổng cộng là ở ngôi nhà bên bệnh là có bao nhiêu người ha chú Ba ha? À, bên kia thì có dì Út với Dương Út. Dạ. Bị bả bị ổng không có bị. Dạ. Này cháu ngoại của bị cháu ngoại bả chơi ở nhà bà dì nè. Dạ. Bà chơi. Dạ. Bị cái gãy luôn. Dạ. Hai bà cháu ngoại á. Nó cháu nội, bà cháu là bị thương hết. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, cái đó là do tường ngã xuống ha, chú Ba ha. Cái này thì lúc đó thì bà già không cũng không biết gì nữa, bà ngủ thức dậy thấy là cuốn hết đi hết luôn. Dạ. Nằm, bác nằm ở dưới đó. Dạ. Hai đứa cháu. Dạ. Rồi bác ngủ, bác đâu có biết đâu. Dạ. Rồi nhỏ cháu ngoại đó kêu mại ơi, mại nhà bánh hết trơn rồi. Dạ. Rồi lên là trắng giả rồi nha. Trúng, bác trúng chú này không biết trúng nữa. Dạ. Rồi kéo nó xuống, kéo nó tới đây, người ta dùng kéo rồi nhỏ. Dạ. Nhỏ cháu đẳng thì nằm bẹp. Dạ. Bây giờ gãy ba sườn sống hết trơn rồi. Dạ. Ngủ gì xem đem hết trơn rồi. Dạ. Kéo bác kéo đâu có nổi. Dạ. Hai đứa. Dạ là lúc đó là nó sấy ngang là cái tường mình ngã luôn hả bà bác ha? Ngã hết trơn luôn. Dạ. Ngã gội mới ra. Dạ. Ngã gội mới ra. Bác ra. Dạ. Bác đâu có biết đâu ngủ. Thì dạ. Mưa mà. Dạ. Thì mưa ngủ đâu có biết gió. Biết giống như đâu. Là mình ngủ trưa với bà bác ha. Ngủ trưa vậy đó. Dạ. 12 giờ đó, 12 giờ mấy á. Dạ. Ừ. Cái mắng là cũng là mình cũng bị tay chân vậy chứ mình cũng còn hả bà bác ha. Còn. Dạ. Bị nhẹ. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị thì cái tay của bà bác cả nhà thấy nè là lúc đó là tường nó ngã xuống ngay chỗ cái tay bà luôn hả bác ha? Không có biết tường nữa. Lúc đó là mình hết biết gì hả bà bác ha? Không có biết gì hết trơn. Dạ. Không có biết gì hết trơn, chúng không biết gì hết trơn, mê man không biết ai biết gì luôn. Dạ. Không có biết gì hết trơn. Dạ. Thưa cả nhà. Sập hết luôn. Dạ. Sập hết luôn. Dạ, dạ. Chú ba đưa con đi ra ngoài phía bên kia hả chú ba ha? Dạ con cảm ơn bà bác nha bà bác. Dạ gắng khỏe nha. Dạ dạ.
Thưa cả nhà, thì ngôi nhà phía bên đây là ngôi nhà của người mẹ của chú Ba. Ngôi nhà này con thấy là cũng rất là khang trang, rất là bự thôi chú ha. Dạ. Dạ. Cả nhà thấy ở phía trong này nè, nghe cô chú anh chị. Lúc đó là bà bác nằm ở đâu hay chú Ba ha? Nằm chỗ cái thùng xanh xanh đây nè, kế đây. Ờ, nằm ở phía sau này ha. Dạ. Mà sao mà bà không bị gì nữa, cái giật cái tường nó qua bên đây lại. Giật dạ. Cái miếng bự á, giặt bên đây nè. Dạ. Rồi cái sụp bên kia thì bị cháo. Dạ, ngay cháo chỗ đó. Sụp cái tường đó, ngay dạ. Cháo. Sập ngược ở đây ha. Sụp ngược ở đây. Dạ. Đây, còn cái tường này bà bác thì nằm ở đây thì sao mà nó tường nó phóng qua bên đây, úp qua bên đây nó mới dời qua đó. Dạ. Phóng đây. Bà hơi bị nhẹ chút. Dạ. Thưa cả nhà, tường bọng đồ là nó sấy là không còn gì hết như chú anh chị. Ngôi nhà của bà bác làm rất là khang trang luôn. Em thấy là hình như là trên này là mình lúc trước mình đóng la phong ha chú ha. La phong. Dạ. Tóc bay nó bay đi hết trơn luôn. Dạ. Cửa đổ nó xây tiêu hết trơn luôn cả nhà. Không còn gì hết trơn luôn. Phải lúc đó bà bác nằm ở phía trong phòng này cũng với mấy đứa cháu cũng đỡ ha cho dạ, chú Ba ha. Cũng không biết nữa là hồi dạ. Xưa giờ đâu có thấy vậy, tưởng nó mưa lá cắt không sao. Dạ. Ụp tới. Dạ thì bởi vậy. Cả nhà thấy nè. Ở phía sau này ngôi nhà của bên đây là của chú Ba nè nghe cả nhà. Thì cũng làm hồ rồi cũng gán nhìn dụng để cắt được ngôi nhà chưa có sơn gì được hết trơn á. Thì bị như vậy luôn rồi. Còn ngôi nhà này là ngôi nhà cũng rất là kiên cố luôn. Cũng khá là lớn luôn. Nhưng mà nó sấy ra một cái không còn cái gì hết. Bê tông rồi là nát vụn hết trơn hả chú ha? Nát hết trơn luôn. Nát vụn toàn bộ hết luôn. Cả nhà thấy. Cô chú anh chị thấy cái bức tường này. À, ngã vô ngược vô đây luôn nha cả nhà. Nó sấy á. Ngã ngược cái bức tường đi phía vô trong này luôn. À, đồ đạc đồ tùm lum hết trơn luôn. Vậy ở phía bên đó là ngôi nhà của ai hả chú ha? Của ngàn nhỏ em cũng cuốn đi đó, cũng dạ. Nhà cuốn đi mới làm cái ấy lại tạm bỡ lại. Dạ. Ừ. Con thấy là hình như là chị cũng bị bị mắc. Dạ. Bị mắc. Dạ. Em chào chị nha. Dạ dạ. Thì ở bên đó là mình cắt cái ngôi nhà tạm bỡ để mình ở hả chị ha? Dạ. Cô chú này là anh em được tiếp cắt lên dựng lên ở tạm. Dạ. Dạ. Dạ thì lúc trước là chị ở bên đây với lại bà bác hả? Ở đó luôn ha. Dạ. Cuốn đi nhỏ em nó chỗ đó nhà nó cuốn đi vậy, nhà nó cuốn đi. Dạ. Dạ dạ. Có nhà thấy. Quá khứ luôn cả nhà. Hồi đó tới giờ thì lần này là mình thấy lần đầu tiên luôn lần ha. Lần đầu tiên ở đây lần đầu tiên luôn. Chú ba. Dạ. Lần đầu tiên. Dạ. Mình cũng như là lần đầu tiên thì mình cũng không có cảnh giác hay dạ, chú ha. Cảnh giác thấy cũng như mỗi năm mỗi lần mưa thì gió cũng bình thường cái gì. Dạ. Sao mình ụp tới tích tắc khoảng chừng cỡ chừng chưa được 10 phút nữa. Dạ, cuốn qua mà dạ, rất là nhanh luôn. Dạ. Thì hồi nãy chú chia sẻ là một đứa cháu hả chú ha? Một đứa cháu thì bị thương tay với lại chân ha. Với chân, gãy chân chứ gãy cái bà sườn, mấy cây vậy đó. Dạ. Là nặng nhất ha, với cháu nặng nhất. Đứa cháu đó là khoảng bao nhiêu tuổi hả chú ba ha? 8, 9 tuổi vậy. Dạ, cũng còn nhỏ xíu à. Tội nghiệp thiệt. Yeah. Không thể nói luôn cả nhà ơi, phải cái bức tường này nó sấy mà ngã ra ngoài cũng đỡ. Ngã ra ngoài cũng đỡ. Dạ. Rạc xuống. Không biết sao nói nó sấy mà sao biết được ha chú ha? Không biết. Ngã tùm lum hết trơn. Mình không có ngờ được, hồi xưa giờ đâu có gì vậy đâu. Dạ. Hơn nữa thứ hai nữa là ngôi nhà mình thấy cũng rất là chắc chắn, kiên cố chứ dạ, mình nghĩ không có sao đâu. Không có sao. Dạ, không ngờ là xảy ra như vậy. Phải mà bữa đó mà chú mà không có làm hồ chú ở nhà nữa, con không biết cái chuyện gì luôn. Nữa. Dạ. Dạ thì lúc đó thì vợ của chú cũng qua đây luôn hả chú ha? Dạ, dạ cũng đi làm hồ. Rồi cũng đi làm hồ với chú hồ, luôn. Làm hồ, cũng làm dạ. chiều lại vậy đó. Dạ. Thì chú được mấy đứa con rồi chú ha? Hai đứa. Dạ. Đi làm bên là công ty. À dạ. Bên ngoài. Vậy con chú cũng lớn rồi ha chú ha? Cũng có vợ rồi, đứa nó có gia đình rồi. Dạ. Còn bây giờ ở khu vực phía vòng vòng đây là chỉ còn bà bác với lại mấy đứa cháu với lại dạ, dạ, hai về gần chú thôi. Nhà cái đây cũng qua thăm bả nó dạ. Cô kề bả đâu có dám bỏ bả đâu. Dạ. Vậy là bà bác là ở cái nhà phía bên đây là với ai chú ha? Thì với chú rồi chú qua lại đó, ngủ dạ. Với bả đó. Rồi dạ. Làm rồi cũng trong coi bả bị bả già rồi. Dạ. Qua lại vậy đó. Dạ. Dạ thì một lần nữa con cũng xin cảm ơn chú nha, đã chia sẻ cái câu chuyện này.
giống như là sau này để cho cô chú anh chị á, cũng có ai đó là ở trong khu vực quê nè, nhằm khi mưa bão gì mình cũng cảnh giác một chút, mình đừng có giống như là đừng có nghĩ à hồi đó đến giờ ở trong cái địa phương mình là không có những cái tình trạng này rồi sau này mình thấy nó không có gì. Bây giờ thời tiết không có thể là nói được cái điều gì hả chú ha. Dạ. Dạ thì một lần nữa con cũng xin cảm ơn chú đã chia sẻ câu chuyện của gia đình nha chú. Dạ dạ. Dạ cũng mình cũng gắng cố gắng lên nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ dạ. Quậy phá. Dạ, ghê vậy trời, là người ta là cái khu vực trước đó người ta nhìn thấy là người ta đi thăm ruộng hay là gia phân là ta thấy hả chú? Đi thăm ruộng rồi đó, người ta như ở nhà cao đó, người ta tình cờ là thấy là kể. Dạ, vô trong cái đường này rồi chứ không đường. Dạ. Dạ. Ở trên nóc nhà sấy kìa, không còn cái gì trên luôn cô chú anh chị. Lúc đó là anh có ở nhà không? Không, tôi ở ngoài ruộng. Ở ruộng hả? À? Nhà anh ở bên đây hả anh? Không, tôi bên kia. Ờ, vậy ha. Qua nhà em. Dạ. Lúc đó ở ngoài ruộng thấy cũng dữ lắm ha anh ha. Ở ngoài ruộng dữ lắm. Dạ. Thưa cô chú anh chị thì ở phía sau này là mấy anh em bên dân quân á, gom lại một đống ở trong này. Nghe nói ở ngoài ruộng cũng còn nhiều lắm, tại vì ở phía khu vực bên sông bay qua bên đây nữa. Chào mấy anh nha. Chào. Dạ. Đây mình cắt cái nhà này là mình lợp ở luôn ha anh. Vậy hả? Chỗ nào mình là lập ở đặng ở đỡ lại chứ. Như là ở bên đó thì thiệt hại nhẹ vậy anh ha. Nặng lắm. Nặng lắm hả? Cũng bay cái trên nóc luôn hả? Dạ. Thì em thấy ở dưới này có cái cây gì nè. Hả? Tha la hả anh? Cái cây này cái gốc bự dữ thằng mà nó bứng lên luôn trời. Ờ rồi trời ơi, cây này cái gốc giống mấy chục năm lắm à. Thưa cô chú anh chị, cả nhà thấy ở trên đó hả? À. Dạ. Thưa cả nhà thấy cái gốc cây cỡ này đây cả nhà, mà ghinh lên là như chơi luôn, ngã luôn, ghê gớm thiệt cả nhà ơi. Như mấy cái trái cây này mình ăn được không anh? Mấy anh, cái cây này mình trồng mình ăn trái hả? À, chiếc ra bán cây kiển ha. Dạ dạ. Dạ, cái nó trái này, trái nó ngộ dữ ha. Cô chú anh chị thấy cái cây tôi bằng cây tha la. Mấy 20. Vì là cái gốc vô bị lớn này là mình bán được chưa anh ha? Dạ, cây này chủ yếu để ở trong nhà vườn bự đó. Dạ, cả nhà thấy cái cây cái bờ ngang dám cả ngang ngửa cả ôm mà nha. Mà ngã cỡ này luôn nha cô chú anh chị. Ở phía bên kia là cả nhà thấy những cái cây điệp ở ngoài sau này khủng khiếp luôn cả nhà ơi. Cái cây điệp này giữ dằn cái cây điệp này. Ngã ngang luôn. Cô chú anh chị thấy nè, mái lá gì ở phía trên nó dính ở trên cái đọt cây. Thiết bọng gì nó nằm ở đây nguyên một đống ở đây luôn cả nhà. Bây giờ không biết của ai luôn. Cái mái thiết là cái cây bằng hả mấy anh? Cây bằng mà thiết nó bay nó dính lên tới trên đó luôn trời. Dữ dằn luôn. Thật xa quá nha cô chú anh chị, để mình zoom gần lại cho cả nhà xem nè. Nè, cái miếng thiết mà nó bay nó dính lên trên cái cây bằng trên này luôn nè. Cho cả nhà xem nè. À. Thiết mà nó bay nó dính lên trên đó luôn. Mà cái cây bằng là cả nhà thấy là ở ngoài mà nhìn rất là cao luôn. Mà mấy miếng thiết nó dính lên trên luôn nha cả nhà. Ở phía sau này thì nguyên cái đống thiết lớn luôn. Cái đống thiết này là mấy anh bên kia gom đây hả anh ha? Vậy ha. Dạ.
Nghe nói ở ngoài mãi còn cũng nhiều lắm ha anh. Dạ. Cả nhà thấy quá trời luôn, quan tàn hết trơn, con chú anh chị ơi. Dạ bay tuốt qua, tới qua bên xóm bên kia luôn. Cái xóm bên kia có thiệt hại không chú ha? Dạ, vậy ha. Vậy là ở khu vực mình, ở khu vực này với khu vực ở đằng kia không à? Bên sông ha. Là ước tính là con nghe nói là 15, 16 căn ha anh à. Em nghe nói gì á? Dạ. Dạ. Bữa sao em thấy là cái cây cột điện bên đó cao cũng rất là chơi bơi luôn mà nó ấy không có ngay nè. Phải nó ấy ngay cái cây cột này nó là nguy hiểm đó nè. Dạ, ngay là nó dặn đi luôn á. Cây nè, chơi bơi cao giữa ngoài ruộng nè. Cô chú anh chị thấy cái này cái gốc me mà ngã ngang luôn. Rồi ở ngoài trước, ở ngoài đó thì thiết bọng gì banh chành hết luôn. Quá khứ thưa cô chú anh chị, thì như cả nhà cũng xem đó, là ở đây là cô chú ở đây cũng như hoàn cảnh điều kiện ở đây cũng khá là khó khăn nha cô chú anh chị. Nhiều nhà cũng khổ lắm mà bị một cái cơn bão như vậy nữa thì thật sự là khó khăn, càng thêm khó khăn nha. Thì do video này cũng khá là dài, cho em một thứ cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha.